chào tất cả các bạn ở kênh Thế Giới Nhân Minh của mình, quay trở lại với mình Manchester đây. Cúc chút bên ha. Chúng ta hãy cùng chờ đợi tiếng còi bắt đầu trận đấu ngày hôm nay. James. Bruno Fernandes. Fred. Luke Shaw. Theo Hernandez. Đó là một pha tạt bóng. Rồi đến rất những đầu ngón tay của thủ môn đã giúp họ không phải nhận bàn thua. Bóng đã đập trúng khung thành. Thủ môn đã không thể ôm gọn trái bóng. Bruno Fernandes. Anh ấy đã thấy khoảng trống ở biên. Đường truyền ra hai cánh. Đây là cơ hội để anh ấy thực hiện pha tạt bóng. Cristiano Ronaldo. Thủ môn đã cản phá tốt. Không có gì nguy hiểm. Federico Valverde. Theo Hernandez. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đang cần sự hỗ trợ. Federico Valverde. Một tình huống xử lý bắt bài tốt đối thủ và anh ấy đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Marco Asensio. Federico Valverde. Tchouaméni. Fred. Giờ đây trái bóng đã. Một pha phạm lỗi, đó chắc chắn sẽ là quả đá phạt trực tiếp. Một tình huống tấn công nhanh, cơ hội để tìm kiếm bàn thắng. Scott McTominay. Họ đã giữ bóng và chuyền bóng nhịp nhàng, đối thủ không thể đoạt lại bóng. Vâng, đó là pha tạt bóng. Một tình huống kiên trì đeo bám và anh ấy đã đoạt lại bóng rồi. Một tình huống phản công nhanh, một cú sút, pha ghi bàn cực kỳ đẳng cấp. Anh đã có bàn thắng, không quá bất ngờ. Cầu thủ này luôn duy trì được khả năng ghi bàn của mình qua từng trận đấu. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Hiện tại tỷ số đang là 1-0. Họ đã luyện tập rất nhiều cho những đường chuyền vô cùng nhuần nhuyễn vừa rồi. Cú sút đã bị cản phá, quá đơn giản cho thủ môn. Vâng, anh ấy có thể thực hiện pha tạt bóng vào trong. Vinicius Junior. Vâng, đó sẽ là quả đá phạt trực tiếp. Tchouaméni. Cavahan. Đường chuyền bóng chính xác.
Bảng điện tử đã được dơ lên. 2 phút bù giờ. Một ngày thi đấu tốt của thủ môn. Một quả phạt góc cho đội bóng. Phạt phạt góc đã được thực hiện nhưng không cầu thủ nào có thể chạm bóng sau pha tạt bóng này. Trọng tài đã thổi còi. Mọi thứ đều đã sẵn sàng cho hiệp thi đấu thứ hai. Scott McTominay. Đó là một tình huống ngăn cản tốt, bóng đi trên cột dọc. Fred. Cristiano Ronaldo. Đó là tình huống mất bóng. Một pha đoạt bóng tốt. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Fred. Đó chính xác là một cú sút. Một bàn thắng tuyệt vời dành cho Cristiano Ronaldo. Anh đã chọn vị trí thuận lợi và tung cú sút xoáy để đánh bại thủ môn đối phương. Tỷ số hiện đang là 2-0. Rudiger. Tchouameni. Bruno Fernandes. Phạt ghi bàn vô cùng hoàn hảo. Huấn luyện viên lúc này chắc hẳn đang rất tức giận với sai lầm ngớ ngẩn vừa rồi của thủ môn. Họ đang dẫn trước với khoảng cách khá xa. Số 9. Tony Bruno.
hàng MU các bạn.